Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọc Hôm nay mình lại có một sản phẩm thú vị đây Redmi K60E Sản phẩm rẻ nhất trong chuỗi Redmi K60 series nhá Hôm sau thì mình sẽ chia sẻ về những sản phẩm khác Nhưng hôm nay mình sẽ nói tập trung về mẫu máy này Sở hữu một con chip mới cũng như mức giá của nó không hề đất quá đâu bạn ạ Sẽ gớt khoảng toàn là 8 triệu thôi Còn nó có gì hay, nó có gì thú vị mà bạn đón xem trong video ngày hôm nay nhá <laughs> thì mình xin cảm ơn cửa hàng Mi Media đã cho mình mượn cái mẫu máy Redmi K60E này để thực hiện video. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo mức giá của nó ở đường link mình để bên dưới phần mô tả. Cũng như ở đây có một loạt các sản phẩm khác nhau như Redmi K50 Ultra này hay là Redmi GT Neo 2, link sẽ để bên dưới nhá và đây chị em Redmi K60e cái mẫu máy mình muốn giới thiệu các bạn trong video hôm nay về cơ bản năm nay ngoại hình ấy thì Redmi K60e Redmi K60 cũng như là Redmi K60 Pro nó khác biệt nhau quá nhiều về phần ngoại hình nhá chủ yếu là cái cụm camera này nó sẽ bố trí một cách khác nhau Cá nhân mình ấy, thì đang có phiên bản màu đen đây với những cái họa tiết màu carbon nhá. Cá nhân mình đánh giá là màu này nhìn rất ấn tượng luôn. Xét về trải nghiệm cầm nắm ấy thì Redmi K60e mang lại cho mình một cái trải nghiệm thoải mái nhá với các phần được bo cong này. Tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ có những đặc điểm của một sản phẩm giá rẻ của Xiaomi đây cụ thể đó chính là phần viền ấy nó sẽ hơi nhô lên một tí nhá các bạn sờ thì hơi gần gợn gợn này khi mà chúng ta đeo ốp vào ấy thì cảm giác của nó sẽ đỡ hơn đáng kể nhưng về cơ bản trọng lượng của nó khi mà so sánh ba phiên bản lại với nhau ấy thì nó cũng không khác biệt nhau quá nhiều cụ thể em này sẽ là 202g còn những phiên bản khác nhiều k 60 thì nó sẽ là 199 còn phiên bản pro ấy thì nó sẽ là 205 các bạn nhá về các vị trí thì chúng ta vẫn sẽ có những yếu tố đây Ví dụ ở cạnh dưới này các bạn sẽ có đó chính là loa cũng như là cái khay sim Tiếp theo ở phía cạnh trên ấy, thì chúng ta vẫn sẽ có loa cũng nhà mắt thần hồng ngoại nhá Một cái mình rất thích ở Xiaomi đây Còn ở phía bên cạnh phải thì các bạn sẽ có cái cảm biến vân tay Em này được đặt ở bên cạnh hông Còn phía cạnh trái thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ chẳng có gì cả Còn ở đây nhá màn hình sẽ yếu tố ấn tượng nhất em này khi mà chúng ta có thước lớn Cụ thể là 6,67 inch Năm nay thì cả 3 phiên bản sẽ đều có kích thước màn hình là 6,67 inch nhá Em này thì sẽ có độ phân giải đó chính là 2K cũng như màn hình của nó sẽ cắt giảm một chút, sẽ chỉ là 8 bit màu mà thôi. Còn hai em phiên bản thường cũng như bản Pro ấy, chúng ta sẽ có 12 bit màu ở đây. Và khi mới mua về chúng ta cũng sẽ có option đó chính là cho phép các bạn tùy chọn đặt ở độ phân giải nào Cụ thể ở đây mình đang đặt độ phân giải đó chính là Full HD hoặc các bạn có nâng lên đó chính là độ phân giải 2K cũng được luôn Còn về tần số quét màn hình nhá, ở đây chúng ta sẽ có tần số quét nói chung là tùy chỉnh từ 60 lên 120 mà thôi Nói về phần màn hình ấy thì với em Redmi K60e này mình thấy rằng nó vẫn sở hữu một cái tấm nền rất chất lượng luôn cụ thể khi mình check bằng cái phần mềm đó là display test ấy, thì mình thấy rằng màu sắc các vùng chuẩn của nó tương đối ok tiếp theo mình check đó chính là cái giải màu gamut ấy thì nó cũng sẽ hỗ trợ luôn nhá đây là một cái điểm cộng của em này trong phân khúc khi mà xét ra với những sản phẩm như của samsung ví dụ như mấy em galaxy a 73 nó sẽ không hỗ trợ đến này Tất nhiên em Redmi K60e này khi mình check bằng DRM Info nó cũng sẽ hỗ trợ Wi-Fi L1 các bạn nhé Vào hẳn Netflix check luôn các bạn thì nó cũng sẽ hỗ trợ đó chính là Full HD Tuy nhiên chúng ta sẽ không hỗ trợ HDR ở đây khi mà xem Netflix Nhưng bù lại khi mà xem Youtube ấy, thì chúng ta vẫn sẽ hỗ trợ xem HDR và độ phân giải tối đa của nó hỗ trợ sẽ là 4K Ngoài ra em này cũng sẽ hỗ trợ những tiêu chuẩn khác ví dụ Dolby Vision này, Dolby Atmos các bạn có thể hỗ trợ giúp cho nâng cao cái trải nghiệm xem và nghe ở đây. Ngoài ra có một cái nữa mình muốn đề cập các bạn, đó chính là kính cường của em này cũng sẽ là loại thuộc hàng gần xịn xò nhất luôn, đó chính là Victor Nói chung trong cái tầm giá của mình thì đây vẫn là một cái màn hình cực kỳ ở chất lượng các bạn nhá. Còn để mà nói phần cấu hình nhá thì em này chúng ta sẽ sở hữu một con chip mới, đó chính là Dimensity 8200. Với các bạn thì đây là một con chip nói chung là vừa mới xuất hiện trên sản phẩm này thôi và chúng ta sẽ có những tò mò về điểm số của nó đúng không? thì mình có ở đấy đó trên điểm số an của nó cụ thể là sẽ là tám trăm điểm và mình chấm ấy thì nhiệt độ của nó sẽ hơi tăng mạnh một chút nhá cụ thể là tám ở đây ngoài ra em này có một cái nữa đó chính là tốc độ đọc ghi bộ nhớ ấy, sẽ chuẩn us 3 1 các bạn ạ đây là một cái điểm mạnh của em này khi mà chúng ta có tốc độ đọc ghi bộ nhớ tương đối nhanh với những gì mình trải nghiệm ấy, trên phiên bản rom nội địa ấy, thì những thao tác của mình là rất mượt mà nhá những cái cảm giác vuốt chạm các thứ vân vân đều là ok các bạn ạ Chấm thêm một cái phần mềm đây nữa đó chỉ là Wildlife Extreme Stress Test thì độ ổn định của nó rất là ngon nhá 99% đâu bạn ạ Tuy nhiên em này có một điều khiến mình hơi khó hiểu đó chính là nó sẽ chỉ chạy MIUI 13.0.3 mà thôi đã thế phiên bản MIUI 13.0.3 này ấy, nó sẽ dựa trên nền Android 12 các bạn ạ Nếu mà nó chạy trên phiên bản MIUI 14 dựa trên nền Android 13 ấy, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều luôn còn chi tiết hơn về hiệu năng nhá thì có lẽ là hôm sau mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với những tựa game như tốc chiến là PUBG Mobile hay Genshin Impact. Các bạn nhớ chú ý đón xem trên kênh Khôi Ngọc nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói về phần camera nhá. Thì với mẫu máy Redmi K60e sẽ là mẫu máy có camera với độ phân giải thấp nhất trong ba mẫu máy Redmi K60 series. Cụ thể chúng ta sẽ có độ phân giải camera sau đây đó chính là 48MP. Tất nhiên ống kính này cũng sẽ hỗ trợ OS các bạn nhá. Ngoài ra các bạn sẽ có camera góc rộng 0.6 ở đây với độ phân giải là 8MP, cũng như một ống kính macro với độ phân giải là 2MP nhá. Camera trước nhá sẽ có độ phân giải là 20MP và chúng ta sẽ có khả năng quay video tối đa ở đây vẫn sẽ chỉ là full HD và 30 FPS mà thôi các bạn ạ. Nói chung là khả năng quay video trước của nó mình thấy rằng vẫn khá là cùi luôn. Còn camera sau thì khả năng quay video của nó sẽ được cải thiện đáng kể nhá. Khi mà chúng ta sẽ có khả năng quay video đây, đó chính là 4K và 30 FPS. Đây là một số bức ảnh mình đã chụp qua với chiếc Redmi K60e này thì mình nghĩ rằng khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng này hơi kém một tí. Được cái đó chính là khả năng xử lý ánh sáng ấy thì rất là ngon các bạn nhá. Khi mình chụp vào xử lý những ánh sáng nó ít bị flare hơn cũng như xử lý những cái màu sắc ở đấy nhìn cũng khá là ổn. Chỉ có điều là thu sáng của nó sẽ hơi kém một tí mà thôi. Cuối cùng là viên pin nhá, thì em này sẽ có viên pin tương tự như chiếc Redmi K60, vẫn sẽ là 5500 mAh. Còn bây giờ mình sẽ cho bạn xem trong hộp có những gì. Và đây là hộp của chiếc Redmi K60e nhá, vẫn màu đen, nhìn tương đối sang chảnh luôn. Tiếp theo là trong hộp các bạn sẽ có ốp cũng như là quay đọc sim ở trong hộp này nhá. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có sạc nhanh. Tất nhiên sạc nhanh năm nay thì vẫn sẽ sạc nhanh 67W thôi. Em Redmi K60e này sẽ có sạc nhanh ở 6 67W và vẫn sẽ dùng chuẩn sạc đó chính là A2C. Dây sạc cũng sẽ tặng kèm luôn các bạn nhá. Với các bạn thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn nhanh về chiếc Redmi K60e này Mỗi sản phẩm mình thấy rằng hiện tại trong khoảng tầm 8 triệu ấy thì nó tương đối ổn Với những cái thiết kế mình định ra rằng ok cảm giác cần nắm tốt này Sau đó màn hình của em này thì cũng rất đẹp luôn nhá Màn hình 2K và trải nghiệm của nó thì nói chung là với con chip Dimensity 8200 ấy Thì mình thấy hiện tại cũng khá ok Hôm sau thì mình sẽ gửi bạn một cái video đánh giá chi tiết về hiệu năng em này với con Dimensity 8200 nhá còn mà bạn nào muốn biết chi tiết mức giá có thể tham khảo trong web của Mi Media. Đơn vị đã cho mình mượn chiếc Redmi K60e này Tất nhiên là mức giá thời điểm ban đầu ấy của nó có thể quả thật là hơi đắt một tí. Tuy nhiên mình nghĩ là mấy hôm nữa thôi nó sẽ giảm xuống đáng kể luôn. Bạn nào quan tâm ấy cứ tham khảo đường link bên dưới nhá. Còn các bạn các bạn thấy sao và các bạn muốn làm gì về con Redmi K60e này? Hãy để lại ý kiến bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn bạn trong các đường sau. Bye bye.